của trường mầm non Sắc Minh Hồng với cô giáo Đăng Nguyên Diên sẽ dẫn các bé đến, và chúng tôi cũng xin được hết sức là nếu như thật sự không giới thiệu thì là thiết thứ sót cho ban tổ chức của tôi. Tiết mục vừa rồi của gốc đa đó là của cháu Đoàn Nguyên. Vâng, bình thường chúng ta có lại Thu Yên đạo diễn múa, và đến giờ chúng ta lại có Đoàn Nguyên cũng là đạo diễn múa. Tiết mục tự biên của cô lại Thu Yên, và đến bây giờ là của bé Đoàn Thị Uyên đã đạo diễn các tiết mục văn nghệ của khu vực gốc đa của chúng ta. Chúng ta rất tự hào ở thông minh học chúng ta có rất nhiều cái văn nghệ đang phát triển rất sức là tuyệt vời. Vâng, mời cô và bé của trường mầm non Quỳnh Hồng tiếp tục cho văn nghệ hôm nay. Trường mầm non rất nhiều. Quý vị ơi, để chúng ta lại được đón với các bé của câu lạc bộ nhà văn hóa thôn Nam Vân Một. Các bé đến từ trường tiểu học Quỳnh Hồng và trường trung học cơ sở Quỳnh Hồng. Và ngay bây giờ những tiết mục hết sức đặc sắc của các bé. Vâng, không phải là các bé à?
ở cấp 3 rồi. Vâng đúng rồi ạ. Các thiếu nữ của trường trung học phổ thông Bình Quy. Xin cảm ơn. Vâng, tiếp tục hết sức đặc sắc ạ. Cha-cha, balla, chili, cha-cha, dance on through your body hot. You get another shot. Through your body, shake your body on. Balla, chili, cha-cha, balla, chili, cha. Dance your cha-cha, balla, chili, cha-cha, dance on through your body hot. You get another shot. Through your body, shake your body on. Đi trên trường vui trên vai năm chiều đang ta lưa em cất
Vâng, xin cảm ơn. Xin cảm ơn rất nhiều các cô gái đến từ câu lạc bộ nhà văn hóa thôn Na Bôn Ta với màn hát múa rất đặc sắc để chúng ta cùng ôn lại những năm tháng hào hùng của dân tộc chúng ta trong công cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ giải phóng dân tộc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sĩ đến từ nhà văn hóa câu lạc bộ Quân đội. Vâng, một nguyên từ nhà văn hóa Quân Bình Sọc. Kính thưa quý vị, màn hát múa tình nghĩa Việt Lào bên đạo múa Lại Thu Yên, một màn hát múa hết sức đặc sắc đã khép lại trong văn nghệ buổi tối ngày hôm nay. Chương trình văn nghệ chào mừng lễ hội truyền thống di tích văn hóa Quân Bình Ngọc xin được khép lại ở đây. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền của xã Quỳnh Hồng, các đồng chí và toàn thể nhân dân cũng như khách thập phương đã dành cho đêm văn nghệ hôm nay một tình cảm ân tình nhất. Và thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn, chúc quý khách một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc, thượng lộ bình an.